Chào mừng các em học sinh khối lớp 1 đến với tiết kể chuyện của cô ngày hôm nay. Các em biết không, con người hơn muôn loài vật và trở thành chúa tể của muôn loài vì có trí khôn đấy. Trí khôn của con người để ở đâu? Có một con hổ ngốc nghếch lại tò mò gặng hỏi bác nông dân về điều đó. Hổ muốn xem trí khôn của bác và bác nông dân đã hành động như thế nào để thỏa chí tò mò của hổ. Sau đây, cô mời các em chú ý lắng nghe câu chuyện Trí Khôn. Ở cạnh khu rừng nọ, có một bác nông dân đang cày ruộng. Con trâu rep mình kéo cày. Con hổ thấy cảnh ấy làm lạ. Lợi dụng lúc vắng người, hổ tới hỏi trâu. Này trâu kia, anh to lớn như ấy, sao chịu kéo cày cho người? Trâu đáp, người bé nhưng có trí khôn. Hổ không hiểu trí khôn là cái gì, đợi bác nông dân đi ra, bèn lân la đến gần hỏi. Người kia, trí khôn đâu cho ta xem? Bác nông dân đáp, trí khôn ta để ở nhà. Hổ năn nỉ, hãy về lấy ra đây đi. Bác nông dân bảo, ta về, hổ ăn mất trâu của ta thì sao? Nếu thuận cho ta trói lại, ta sẽ về lấy cho mà xem. Hổ muốn xem trí khôn của bác nông dân, nên chịu để cho bác trói. Trói xong bác bảo, người sẽ thấy trí khôn của ta. Nói rồi bác chất một đống rơm xung quanh hổ, châm lửa đốt. Lửa cháy ngùn ngụt, hổ khiếp sợ, ra sức vùng vẫy. Dây trói bị cháy và đứt. Hổ thoát nạn, chạy thẳng một mạch vào trong rừng. Cũng từ đó mà bộ lông của hổ có vằn đen, theo truyện cổ Việt Nam. Sau khi nghe xong câu chuyện, em hãy cho cô biết, trong câu chuyện có mấy nhân vật và đó là những ai? Trong câu chuyện có 3 nhân vật. Đó là bác nông dân, trâu và hổ. Bây giờ các em hãy cùng cô tập kể lại câu chuyện này nhé. Cô sẽ hướng dẫn các em kể theo từng tranh. Đầu tiên, tranh thứ nhất, cô mời các em hãy quan sát và cho biết hổ nhìn thấy gì. Hổ nhìn thấy bác nông dân đang cày ruộng, còn trâu thì ráp mình kéo cày. Thấy cảnh ấy thì hổ đã làm gì? Hổ thấy làm lạ và đến hỏi trâu vì sao lại như thế. Hổ và trâu đã nói gì với nhau? Các em có nhớ không nào? Hổ nói, này anh trâu, anh to lớn như thế, sao chịu kéo cày cho người? Và trâu đã trả lời như thế nào? Trâu đáp, người bé nhưng có trí khôn. Vì tò mò về trí khôn nên họ đã làm gì? Các em hãy quan sát tranh và trả lời câu hỏi này nào. Vì tò mò nên hổ đã đến gặp bác nông dân để nói chuyện. Vậy hổ và bác nông dân đã nói gì với nhau? Hổ nói, hãy về lấy trí khôn ra đây cho ta xem. Vậy bác nông dân đã đáp trả như thế nào? Bác đáp, được, nhưng ta phải trói hổ lại để hổ khỏi ăn trâu của ta. Các em hãy quan sát bức tranh thứ tư. Bức tranh này vẽ cảnh gì? Hổ bị bác nông dân trói chặt vào gốc cây và đốt lửa.
cuối cùng, bộ lông của hổ như thế nào? À, các em quan sát, thấy từ đó trở đi, bộ lông của hổ có vằn đen. Các em ơi, câu chuyện đến đây là hết rồi. Các em có thấy trí khôn của con người lợi hại không nào? Trí khôn của chúng của mình. Với trí khôn của mình, con người trở nên mạnh mẽ, chinh phục được mọi thử thách. Hổ to xác nhưng rất ngốc nghếch. Con người thông minh, tài trí nên tuy nhỏ bé vẫn buộc con trâu to lớn phải nghe lời, còn hổ phải sợ hãi. Chính trí khôn đã giúp con người làm chủ được cuộc sống, làm chủ được muôn loài. Chúng mình hãy cùng nhau học tập thật chăm chỉ để rèn luyện trí thông minh, cho thế giới của chúng ta ngày càng xinh đẹp và kỳ diệu hơn các em nhé. Qua câu chuyện này thì em đã biết được điều gì nào? À, chúng ta biết được con người rất thông minh, có thể vượt qua khó khăn, nguy hiểm. Chúng ta hãy chăm chỉ học hỏi và rèn luyện để trở thành con người có trí thức, thông minh và hiểu biết. Bên cạnh đó, chúng ta cũng cần bình tĩnh, suy nghĩ để tìm cách giải quyết khi mà gặp khó khăn, nguy hiểm. Trong câu chuyện thì em thích nhân vật nào nhất? Vì sao? À, có bạn thì thích bác nông dân vì bác nông dân thông minh, mưu trí, thắng được con hổ. Cũng có bạn lại thích nhân vật trâu vì bạn trâu hiền lành, cần cù, kéo cày giúp bác nông dân này. Nhưng cũng có bạn lại thích bạn hổ vì bạn hổ tò mò, muốn hiểu biết. Ở câu hỏi này, cô tôn trọng ý kiến và cách giải thích khác nhau của tất cả các em. Các em hãy cùng người thân của mình sắm vai để kể lại câu chuyện cho hay nhé. Tiết học đến đây là kết thúc rồi. Cô chào tạm biệt tất cả các em. Chúc các em chăm ngoan, học tốt.